chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Flyback TV. Và ngày hôm nay tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Mặc dù trận đấu chưa được diễn ra, những pháo sáng đã được đốt trên khán đài ảo của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Vâng, như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Phối hợp khá đơn giản, chuyển bóng tốt, rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm, chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Sẽ có một quả penalty. Đây là cơ hội để họ có thể có được bàn thắng. Đây có thể nói là một cơ hội rất tốt để họ có được bàn thắng. Thủ môn đã quá xuất sắc từ tình huống vừa rồi. Không được. Với tình huống vừa rồi thì họ đã cho thấy được sức mạnh của mình. Chuyền bóng vào trong. Kelly. Rất bình tĩnh. Một đường chuyền bóng dài. Tuấn Anh. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Flyback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Flyback sẽ độc quyền giải đấu này. Tuấn Anh. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Anh sẽ làm gì đây? Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Vứt còn. Không vào. Quảng trường Epson không biết mệt mỏi. Chuyển vào trong. Pha dứt điểm không tốt. Các cầu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt.
Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền giữa cánh và trung lộ. Để mất bóng rồi. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt. Với việc sở hữu một huấn luyện viên rất kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu và sử dụng con người rất sắc bén, thì cho tới lúc này đội khách đang giành được những kết quả rất khả quan ở những đấu trường mà họ tham dự. Một đường chuyền dài. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Một đường tập bóng rất nguy hiểm. Đánh đầu. Ý đồ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Đường chọc khe. Pha phòng ngự tỉnh táo. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Fightback để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Đã có tình huống phạm lỗi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Có mặt rất đúng lúc. Tuấn Anh. Dứt điểm. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rút lên. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Thank you.
cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Thủ môn đã buộc phải đấm bóng giải nguy. Tuấn Anh, cơ hội để phản công. Đường Trọng Khe. Phạm Lỗi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Sẽ có sự thay đổi người. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Không được. Văn Thành. Cắt bóng rất dễ dàng, rất nỗ lực, đứt và rất ấn tượng. Tình huống chơi bóng ở trong. Giữ bóng rất tốt. Cầu thủ phòng ngự đã lấy bóng một cách khá dễ dàng. Và xử lý rất cầu thả. Văn Thành. Rất tốt. Tuấn Anh. Văn Thành. Một pha chéo bóng. Đường truyền là quá mạnh. Phản công. Một đường truyền dài. Đã có một pha phạm lỗi. Đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho cầu thủ này và anh đã phải rời sân. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Chuyển vào trong. Tiếp tục là một quả phạt góc. Đây có thể coi là cơ hội ghi bàn cho những trung vệ khi mà những pha không chiến ở cự ly gần như phạt góc luôn là mối đe dọa cho bất kỳ khung thành nào. Với sự thay đổi người này, huấn luyện viên đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Chuyển vào. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.